Làm cái gì đây? Hả? Là bùa phong cách mới? Á đồ, cách này hơi bị xịn đó nha. Để mà anh kiểm chứng. Chuẩn bị màu tờ giấy nhỏ nhỏ, viết đầy đủ công thức toán học vô. Lấy thêm miếng keo hai mặt, dán vô ịn vô cái quần. À, đu, 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 đu. Còn lật bùa môn văn thì dùng tờ giấy nào to to hơn một xíu, rồi dùng hết văn chương của mình để viết thành một bài văn để lật bùa. Ngoài cái kiểu mà mỗi lần mình banh cái giò ra là như chết đi sống lại vậy á. Còn cái lúc nào mà đi nộp bài á thì đi gón gán kiểu như con gái thùy mị nít na. Lên nộp bài á thì cũng gán gón gán xíu nha, chứ đứng mà dạng hán là được cô cưng luôn á, cưng vô lây.